Yoga không chỉ làm cơ thể cường tráng mà còn làm tỏa sáng tâm hồn. Một giờ luyện tập mỗi ngày có thể mang lại sự hài hòa giữa cơ thể, tinh thần và trí tuệ. Yoga là phương thức rèn luyện sức khỏe và phát triển tinh thần đã được người Việt Nam biết đến từ khá lâu. Tập luyện yoga có thể làm tăng khả năng kết nối cơ thể và tinh thần, giúp chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh hơn, tinh thần minh mẫn hơn, mang đến sự thay đổi tích cực cho cả cơ thể lẫn tâm trí. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trò chuyện cuộc sống. Thưa quý vị, yoga đến bây giờ không chỉ là một phương pháp tập luyện mà nó còn là một lối sống nữa. Với những người luyện tập yoga thì thân, tâm trí luôn luôn được cải thiện rất là tích cực. Trong đó có rất nhiều người đã vực lại được sức khỏe của mình cũng như tinh thần của mình sau những biến cố rất trầm trọng. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là một trong những nhân vật như thế. Xin mời quý vị hãy cùng đến với những hình ảnh sau đây. Lê Vũ Đông sinh ra và lớn lên ở Gia Lai. Năm 9 tuổi, một vụ tai nạn giao thông khiến anh bị chấn thương sọ não và liệt nửa người bên phải. Dù kiên trì tập vật lý trị liệu nhưng cơ thể yếu ớt và đôi chân không thể đi lại bình thường. Năm 2008, anh làm quen với yoga nhờ sự giúp đỡ của một huấn luyện viên yoga phục hồi. Đến nay, cơ thể của anh gần như trở lại bình thường, trí tuệ minh mẫn, nhận thấy giá trị tích cực của yoga mang lại. Anh quyết định theo đuổi con đường yoga chuyên nghiệp. Anh sang Ấn Độ học lớp huấn luyện viên yoga 500 giờ và hiện đang là một huấn luyện viên yoga quốc tế. Thưa quý vị, yoga không chỉ giúp chúng ta phục hồi sức khỏe mà còn mang đến rất nhiều những giá trị tuyệt vời khác cho cơ thể và tâm trí. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thêm với một vị khách mời nữa, đó là huấn luyện viên yoga Sophie Văn. Với hơn 5 năm thực hành yoga, Sophie Văn là thành viên Hiệp hội Yoga Alliance Mỹ. Cô đồng thời là chủ một kênh YouTube hướng dẫn thực hành yoga từ cơ bản cho đến chuyên sâu, được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội trong vài năm trở lại đây. Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ một số nội dung thiết thực khác xoay quanh yoga như bí quyết chọn và bảo dưỡng phụ kiện yoga, tìm phong cách yoga phù hợp, ăn gì trước và sau khi tập yoga. Sophie xin gửi lời chào tới những khán giả thân thương của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày và xin chào anh Lương Mạnh Hải. Câu hỏi đầu tiên dành cho Sophie đó là lý do nào mà Sophie đã chọn đến với yoga? Không biết là có phải để tập luyện để có được một cái thân hình chuẩn hay là vì có một lý do nào khác không? Thì đúng là lúc đầu em tìm đến với yoga cũng như giống như rất là nhiều chị em khác là em tập yoga để duy trì vóc dáng thanh mảnh, đúng rồi, cho đẹp. Mình sống ở thành phố lớn mà ai cũng muốn đẹp hơn, trẻ hơn. Thì đấy là lý do ban đầu thôi. Nhưng mà càng về sau khi mình càng lớn lên, có tuổi hơn ấy, thì lại càng gặp phải những cái khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Nhất là một cô gái sống một mình ở thành phố lớn thì em gặp những cái khó khăn không chỉ về kinh tế hay là công việc mà còn những khó khăn trong đời sống tình cảm. Thì yoga đã giúp em vượt qua tất cả những điều đó. Và nhưng mà lúc mà khi em đến, em bắt đầu tập yoga là có tập cùng với một người bạn nào hay tức là mình phải có cái sự rủ rê, đúng không? Nếu mà không có tự giác tìm đến thì phải có sự rủ rê. Thì thật ra là em rủ người ta. Em rủ người ta hả? Đúng rồi. Hồi đấy là năm 2013 em còn đi làm ngân hàng. Thì em rủ cái người bạn đồng nghiệp của em sau giờ làm, em làm trễ lắm. Thế là sau giờ làm khoảng tầm 6-7 giờ ấy, thì em rủ bạn lại đi đến phòng tập. Em vào để em đăng ký thì em rất tò mò, bảo là tại sao cái phòng tập yoga này đông mấy chị vậy? Mà rất là nhiều dàn máy đẹp thì mọi người không tập lại cứ đổ vào cái phòng yoga. Thế là bọn em rủ nhau vào trong đấy. Sophie vừa chia sẻ cái lý do cũng ngạc nhiên là tại sao mà lớp yoga rất nhiều phụ nữ. Vậy ngày hôm nay nhân dịp là có hai huấn luyện viên yoga ngồi đây thì Hải cũng xin hỏi luôn, lý do nào mà phụ nữ lại tập yoga nhiều hơn nam giới? Và không biết cái sự khác biệt về giới tính nó có quyết định cái sự thuận lợi hơn trong cái việc tập luyện yoga hay không? Theo ý của mình á, và đặc biệt là trên cái mặt bằng chung của xã hội luôn, thì giờ bắt đầu người ta tìm đến yoga thì cánh mày râu á, nếu mà vỗ vai anh ơi đi tập yoga cho khỏe, thôi Đông ơi yoga cho chị em phụ nữ tập thôi, ta tập tạ, anh em mình phải tập tạ, tập gym chứ ai đi tập những cái môn như vậy. Nhưng mà đó thì đó là đối với những người mà họ trong cái tư duy của họ thì yoga nó giống như là thể dục thẩm mỹ, hoặc là yoga nó gì là yếu điệu, là nhẹ nhàng. Đúng rồi, mọi người cứ nghĩ là yoga là những bài tập nhẹ nhàng, ép dẻo và có cái vóc dáng thanh mảnh dành cho phụ nữ. Thì đây là cái xu thế chung ạ. Hiện nay ở các phòng tập yoga thì phổ biến các cái lớp học như vậy, những lớp học giữ dáng cho phụ nữ và những lớp học giúp ép dẻo.
chính vì vậy thu hút phụ nữ hơn nam giới. Vậy với nam giới và nữ giới thì có cái thuận lợi nào hơn khi mà tập yoga hay không? Đối với bộ môn yoga thì khi mà nam giới vào tập thì họ sẽ có những cái thử thách lớn hơn. Tại vì đối với nam giới thì các cơ bắp của họ sẽ to hơn, sẽ lớn hơn. Thì cơ bắp thì giống như cái sợi dây thun vậy đó. Sợi dây thun càng nhỏ thì mình kéo căng càng dễ. Đàn ông đi tập yoga, các anh chính là những sợi dây mà thun là xăm xe máy này, xăm ô tô này. Cho nên kéo rất là căng và phải mất rất là nhiều thời gian. Nhưng mà ngược lại, những người đàn ông đi tập thì sao ạ? Vô các thế dùng lực á, thì họ lên cào cào, lên đứng hàng đầu hoặc lên con quạ thì lại mạnh hơn bên nữ. Tức là họ thiên về sức mạnh hơn và họ muốn tập những môn yoga mà nó thiên về power yoga. Đặc biệt bên đông có những anh mà chuyên đi tập gym luôn. Đông ơi, anh tập gym ở bên câu lạc bộ á, là tập rất nhiều to khỏe rồi. Nhưng mà vô rồi tập yoga với lớp của đông xong là mướt mồ hôi luôn, không có thua gì tập tạ cả. Cho nên nói về yoga, nam giới đi tập thì rất là ít, nhưng mà những người mà họ đã đến được rồi và họ đã hiểu được rồi á, có rất là kiên trì luôn. Ngoài cái sự mà kiên trì, tức là tập môn thể thao nào nói chung chúng ta cũng phải kiên trì đúng không? Đúng rồi. Và đó là cái điều mà thể thao rèn luyện cho mỗi người chúng ta. Nhưng mà ngoài cái việc mà rèn luyện sự kiên trì thì yoga nó còn giúp chúng ta thay đổi cái điều gì là tích cực nhất? Giống như vừa nãy Đông cũng có chia sẻ từ đầu chương trình là giúp Đông có thể chế ngự được cái cảm xúc. À đúng rồi ạ. Nhưng mà cái này, cái trải nghiệm này với mỗi người nó có khác nhau không? Hay là ai tập yoga cũng sẽ trở thành một người hiền lành, điềm đạm, bình tĩnh? Đúng rồi ạ. Mà trong đó ví dụ như là tôi đã từng tập yoga mấy buổi thôi mà tôi không thể nào mà kiềm chế được cái sự nóng này của tôi. Chắc là tôi chưa đủ kiên nhẫn đúng không ạ? Vâng, em đồng ý với anh Đông là yoga giúp chúng ta kiềm chế được cảm xúc, biết mình quản trị được cái sự nóng giận của mình. Nhưng mà có một cái điều cũng rất là hay từ yoga mà chúng ta có thể học được, đấy chính là cách yêu bản thân. Và Sophie đã tập yoga để học cách yêu bản thân. Từ những việc rất đơn giản như là ăn cái gì, tập cái gì để cho đẹp hơn, khỏe hơn, hay đến những cái việc như là mình phải biết chấp nhận những cái khuyết điểm trên cơ thể của mình, cho đến những cái việc là mình biết tách biệt mình ra, tránh khỏi những cái cuộc cãi vã không cần thiết đối với bạn trai hay là đồng nghiệp hay là trong gia đình. Thì đấy là sự yêu bản thân. Tôi lại có một cái phản biện. Tôi không nghĩ rằng là chỉ có đến yoga thì bạn mới biết yêu bản thân mình. Cái đấy nó còn đến từ rất là nhiều thứ khác nữa, cả khách quan, cả chủ quan. Vậy tại sao Sophie lại nói là đến với yoga thì mình sẽ biết cách yêu bản thân mình? Đúng như anh Hải nói, có rất là nhiều cách để yêu bản thân. Nhưng mà em thấy là yoga nó rất đáng yêu ở chỗ là, thứ nhất là nó rẻ, chỉ cần mỗi một tấm thảm thôi. Thứ hai, nó rất là tiện, mình có thể bật video ở trên mạng lên và mình tập theo. Và bây giờ trong cuộc sống hiện nay rất hối hả, có rất nhiều việc phải làm, thì cái gì càng tiện càng rẻ càng tốt thì tại sao mình lại không đón nhận nó, đúng không ạ? Thì yoga là như vậy. Tập luyện là một việc, nhưng mà cái chế độ dinh dưỡng cũng là một cái điều rất là quan trọng nữa. Vậy khi mà tập yoga chúng ta cần phải chú ý đến cái chế độ dinh dưỡng của mình như thế nào? Khi mà đến với yoga thì mọi người cần phải xác định được cái mục tiêu trong tập luyện của mình là gì, để có thân hình đẹp là hay là mình muốn giải tỏa căng thẳng, ví dụ như vậy, hay là muốn tăng cường sức mạnh, thì tùy theo những cái mục tiêu đấy mà chúng ta sẽ có chế độ ăn phù hợp. Ví dụ như là những người mà muốn, những chị em mà muốn có vóc dáng đẹp, thanh mảnh đúng không? Thế thì chúng ta nên hạn chế ăn tinh bột, có thể ăn theo chế độ vegan, là chế độ mà ăn nhiều rau xanh, nhiều hạt, nhiều loại ngũ cốc nguyên cám và nguyên hạt đấy, thì nó sẽ tốt cho cơ thể của mình. Thế còn nếu như là mình muốn tăng cường sức mạnh thì mình cần phải bổ sung độ đạm, có thể là đạm thực vật. Nếu như đạm thực vật thì tốt, bởi vì nó sẽ là có thêm một cái lợi ích là giúp thanh lọc cơ thể. Còn nếu như mà mình vẫn ăn thịt thì mọi người cũng có thể ăn thịt để tăng đạm, bởi vì yoga thì không phải là một đạo giáo và người tập yoga thì không bắt buộc là phải ăn kiêng, ăn chay đấy. Vâng, thế thì đấy là trả lời câu hỏi của anh. Với những người còn đang e ngại đến với yoga thì không biết là Sophie hay là Đông có lời khuyên nào dành cho họ hay không? Bản thân Đông từ trải nghiệm cơ thể của mình thì thứ nhất, quan trọng nhất trong cuộc sống bất kỳ ai cũng đi tìm kiếm, đó chính là sức khỏe. Từ một người tổng thống cho đến một người ăn xin, điều họ mong muốn đều là sức khỏe. Và khi các bạn hãy đặt lên bàn cân, để thuyết phục được các bạn là gì, các bạn phải đặt cái tầm quan trọng của cái các môn bạn lựa chọn. Ví dụ như người ta nói là gì, môn thể dục nào tốt, vâng, môn nào cũng có cái tốt của nó. Nhưng để đặt lên bàn cân thì nếu mà trồng một cái cây á, mà chúng ta muốn thu
thu được kết quả tốt, đó chính là trái ngọt. Thì riêng với yoga cũng vậy. Yoga, cái thước đo mà tốt đẹp của yoga đó chính là gì ạ? Chúng ta sống lâu mà không bệnh tật. Cho nên là gì? Đông khuyến khích các bạn hãy tập luyện yoga để làm sao cho chúng ta mạnh khỏe. Và giống như Sufi nói hồi nãy là chúng ta phải yêu chính bản thân mình. Dạ, đấy, rồi ạ. Có những trường hợp nói là Đông ơi, chị yêu chồng lắm, chị thương con lắm, nhưng mà chị cứ bệnh liên tục. Đó, chị chưa yêu bản thân chị, làm sao chị yêu được người khác. Đấy. Dạ. Còn khi mà chính chị khỏe mạnh rồi thì chị chính là niềm vui của các con chị. Ôi, mỗi lần con gặp mẹ là con vui lắm, con hạnh phúc lắm. Chồng chị về nhà gặp một người vợ của mình khỏe mạnh thì thôi, tôi đang mệt, gặp bà cái tôi khỏe lên liền. Đó, cho nên những cái giá trị đó rất là tuyệt vời, tuyệt vời. Và các bạn hãy thử đi, rồi bạn sẽ mê đấy. Em nghĩ là khi mà người học trò sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện. Cứ để mọi thứ tự nhiên. Vâng, là khi mà bạn cần thì yoga sẽ xuất hiện và sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, giống như là trải nghiệm của em vậy. Để mọi sự thứ nó thuận tự nhiên. Cảm ơn Sophie và Đông với những cái thông tin hết sức hữu ích vừa rồi. Và Hải tin chắc rằng là với những ai đang còn do dự với bộ môn yoga thì họ sẽ có được quyết định của mình. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn anh Hải. Xin cảm ơn anh Hải ạ. Thưa quý vị, qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay, chắc hẳn chúng ta đều nhận ra rằng mọi người đều có thể tập luyện yoga bất cứ lúc nào. Chỉ cần với một chiếc điện thoại thôi, chúng ta cũng có thể tiếp cận được với một lớp yoga trực tuyến ngay tại nhà. Hãy tập luyện ngay hôm nay và cảm nhận sự thay đổi tích cực đến từ yoga mỗi ngày nhé.